người ta cần nói thì không nói, lúc mà không cần nói cái chọt mỏ vô à. Thôi mà bình tĩnh đi mình. Nói nghe nè, cái gì nó cũng có lý do hết trơn rồi, đúng không? Mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa bên trong đó. Rồi tôi mình chưa nói con. Tôi chưa nói tới ông nữa. Ông đi đâu đây? Thì đi lấy tiền. Đi lấy tiền có nhất thiết phải ăn mặc mà kêu bằng mời gọi vậy không? Không ông có. Bao nhiêu tuổi rồi mà ông ăn mặc vậy? Hả? Không có. Ông trai lơ hả? Bậy. Ông quyến rũ ai vậy hả? Bậy, em sao kỳ quá. Em biết tánh của anh mà, từ nhỏ tới lớn là anh thích nghiên cứu về sự sâu xa của thời trang đó mà. Tức quá là tức đi. Cái tiền đó ông để đâu hết rồi hả? Ông để tiền đâu hết rồi? Anh đưa cho bà tốt đầu tư. Thằng cha đó nữa hả? Trời ơi, đã một lần rồi tại sao không rút kinh nghiệm vậy? Đưa tiền cho anh trả là sao? Không, lần này không có giống như lần trước đâu em ơi. Đúng là con nít sống lâu năm mà khờ quá đi. Xem sớm nhất Giấc Mơ Của Mẹ trên VOON lúc 20 giờ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.